Ngày cuối tuần, nắng nóng vẫn xảy ra khắp ở khu vực miền Đông và một vài nơi ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Trà Vinh, Vị Thanh, Cần Thơ, Châu Đốc với mức nhiệt nắng nóng 35-36 độ. Còn tại các nơi khác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 33-34 độ. Để trốn cái nắng, cái nóng, quý vị có thể lên kế hoạch đến những khu du lịch sinh thái vào dịp cuối tuần này như làng nổi Tân Lập ở tỉnh Long An, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km. Nơi đây như một ốc đảo ẩn mình giữa mênh mông trường tràm, không gian thoáng đãng, có cây cối, sông nước vô cùng trong lành. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể ghé thăm trường tràm Trà Sư ở tỉnh An Giang. Những khu rừng ngập mặn là đặc trưng của miền Tây sông nước. Trường tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cách Châu Đốc khoảng 30 km. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu. Ngoài các khu du lịch sinh thái, lựa chọn ra biển đảo để giải nhiệt cũng là một gợi ý hay trong dịp cuối tuần này. Một trong những nơi có thời tiết biển đẹp đó là Phú Quốc. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 độ. Nhưng nhờ có gió biển thổi đều cấp 3, cấp 4, nên bầu không khí vẫn khá là dễ chịu. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Khắp các vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo, dự báo ngày hôm nay trời không mưa có nắng tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, độ cao sóng không quá 1m50, an toàn cho tàu thuyền ra vào các đảo.